chúng ta cùng truyền rao khắp muôn nơi, đem tin lành cho nhân thế an vui. Nếu ai nhận và tin Chúa Giêsu sẽ an bình và hưởng phước trường sinh. Đó là lời của bài thánh ca 867 Sự Mạng Yêu Thương. Chúng ta cùng tôn vinh Chúa thì giờ này. Bài thánh sẽ hát câu 1, câu 2 và đại giả hát lại câu số 3.